Mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Kiến thức Bổ Ích của mình. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với tất cả các bạn những thao tác đơn giản nhất để thực hành trên máy khắc dấu flat, hay còn gọi đó là máy khắc dấu thẩm thấu, máy khắc dấu thế hệ mới. Và cũng trong video này, mình chân thành cảm ơn bạn Tăng Diệu Như đã gửi video cho mình từ thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Và video này toàn là tiếng Trung Quốc và mình đã dịch ra sang tiếng Việt để chúng ta cùng chia sẻ nhé. Nào, chúng ta bắt đầu. Để có một cái con dấu tuyệt đẹp, do vậy cái mấu chốt đầu tiên nhất là chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái tấm phim. Nếu mà tấm phim không được nét thì chắc chắn rằng là cái sản phẩm chúng ta ra không có được tuyệt đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cắt ra. Phía trước mình là một cái tấm kính đó các bạn, tấm kính đôi. Khi sử dụng chúng ta sẽ ép xuống. Và chúng ta dùng một cái mặt dấu flat. Cái mặt dấu flat này nó cũng như là một cái tấm xốp. Sau đó chúng ta sẽ để lên phía mặt dấu flat là một cái tấm lắc tích. Sau đó chúng ta sẽ lật ngược tấm phim lại các bạn nhé. Và chúng ta để chồng lên. Lật ngược có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn xuống là cái chữ ngược đó. Như vậy là cái chữ xuôi sẽ nằm trùng khớp với cái mặt dấu. Sau đó chúng ta sẽ gài tấm kính lại. Chúng ta cho vào buồng máy. Như vậy là cái thời gian này tùy theo cái lỗi máy mà chúng ta sẽ chỉnh theo cái thời gian các bạn nhé. Cái thời gian thì nó cũng phụ thuộc vào cái cường độ ánh sáng của cái máy. Sau đó chúng ta cân chỉnh thời gian cho nó hợp lý. Thì đến cái mức độ hợp lý của nó thì đèn nó sẽ nháy. Đây, như vậy là đã đúng cái thời gian quy định của một cái máy. Chúng ta sẽ tắt và chúng ta sẽ lấy cái khay ra, tức là cái tấm kính ra. Sau đó chúng ta sẽ mở và chúng ta sẽ lấy cái mặt flash ra các bạn nhé. Đấy, như vậy là khi mà một cái thời gian đúng quy định ta lấy ra thì hiện giờ là chúng ta đã khắc thành phẩm của một con dấu. Cực kỳ đơn giản. Rồi cái điều kế tiếp nữa là chúng ta chỉ tháo cái con dấu ra và chúng ta gắn cái mặt vào thôi các bạn nhé. Chúng ta gắn cái mặt vào. Sau đó chúng ta sẽ dùng loại mực chuyên dụng của nó và chúng ta sẽ cho nó vào các bạn. Chúng ta sẽ nhiễu mực vào. Chúng ta thấy là cực kỳ đơn giản. Như vậy là làm một cái con dấu trong cái thời buổi hiện đại này, thời buổi 4.0 này cực kỳ đơn giản và không hề khó chút nào. Và chúng ta đợi một tí thời gian là mực nó sẽ thấm hết. Đối với video này của chị Như thì để cho chúng ta làm nhanh, của chị Như gửi tặng cho mình để cho nó nhanh hơn thì chỉ trong khoảng 30 giây thôi. Chúng ta sẽ dùng giấy chúng ta chùi, vải chúng ta chùi cho nó sạch. Chứ thật sự là chúng ta để khoảng chừng vài phút sau các bạn nhé. Nếu mà để vài phút thì thời gian mất thời gian quá, các bạn sẽ nóng lòng. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chùi sạch sẽ. Con gái tay yếu chân mềm làm gì cũng nhẹ nhàng các bạn ha. Rồi, có lẽ là chị Như dẹp qua một bên cái tấm kính sợ bị bể chăng. Đúng là con gái cái gì nó cũng thận trọng, nhẹ nhàng. Đây, do sự nhẹ nhàng đó là do chị dùng hai tay để chị ấn. Đối với chúng ta chỉ cần nhẹ một tay thôi vẫn được. Nữ mà, phải vậy chứ. Đây, chúng ta xem. Còn một con dấu rất là cực nét các bạn ạ. Quá tuyệt vời, quá rõ ràng. Đây là những tiếng Trung Quốc không? Thật là tuyệt vời. Thôi đến đây mình cũng xin phép được tạm dừng. Chúc tất cả các bạn thành công nhé. Bye bye các bạn.